Để chúng thấy buổi sáng mà mình thức dậy sớm một chút, mình hành trì, mình tu tập, thấy lòng mình nó hoan hỷ, đúng không? Dạ đúng. Bây giờ con sẽ hướng dẫn đại chúng thiền hành. Đại chúng thả tay xuống, thả lỏng đi. Thả lỏng hai tay, buông thư hai vai giống như hai giọt nước vậy đó. Đức Thế Tôn cũng có hai chân. Và hai chân đó, Ngài chạm trên mặt đất này như hôn nhẹ lên thôi. Và dấu chân của Ngài rất đẹp như hoa nở. Nếu có thần thông, chúng ta thấy bước chân đó là có bậc thánh nhân, bước chân rất đẹp. Cái dấu chân của Ngài á, và bây giờ bên Thái người ta giữ lại cái dấu chân đó. Và chúng ta cũng có hai chân, và chúng ta cũng có thể để lại cái dấu chân đó trên thế gian này rất đẹp. Thì cái đó hoa sen mà Đức Thế Tôn được nâng trong bảy bước đó, là không phải hoa sen ở dưới chân nâng lên, mà là trong lòng Ngài đã tỉnh thức, đã thông thả và tự tại. Cho nên trong tâm Ngài là một hoa sen, thì mỗi bước là tâm ấy nó nở ra thành một hoa sen nâng gót rất đẹp. Nó không phải là thần thoại. Ta thử thấy một người bước trong chánh niệm, mỗi bước mà ta đi và người đi, thì có phải nó thanh thản và nó tự do làm sao, đúng không? Và con nguyện bước luôn cho chính con những lúc vội vàng sợ hãi, nguyện bước luôn cho chính con những lúc bôn ba mệt mỏi giận hờn, con nguyện bước luôn cho con những cõi ngạ quỷ con đi, những cõi Atula con từng bước trong sân giận, những cõi mê mờ của loài bốn chân con bước mà con không biết bước, con bước như ma đuổi, như ma đuổi mà không biết là mình đang bước. Con nguyện bước một bước của một con người có tỉnh thức, con làm được. Khi con bước như vậy, con đang là hiện thân đức chân của Đức Thế Tôn dẫm đạp lại trên trái đất này. Con đang biến cõi này thành cõi tịnh độ. Cõi tịnh độ này có bao nhiêu là phụ thuộc vào bước chân của con. Từ đây đến đó, từ đó xuống dưới đây lại. Nam Mô A Di Đà Phật.
Việc làm của mình hết sức là cung kính và nâng niu cái hạnh phúc đẹp nhất này. Chắp tay đó là bởi vì ta biết ta chỉ là một ngọn cỏ như em, và ta nâng niu em bằng tấm lòng của ta. Đẹp vô cùng. Họ cũng chỉ nguyện làm đó hoa thôi. Họ đến là để làm mình hạnh phúc. Họ chưa hề nghĩ rằng đến để làm mình khổ đâu. Nhưng mình còn đâu đó ghen phước lợi, những giận hờn trách móc. Những lúc như thế này xin nguyện tha thứ hết. Con chưa hề muốn giận hờn và ghen ghét ai hết. Nhưng lòng con không làm được điều đó, là bởi vì hạnh phúc trong lòng chưa có nhiều. Cho nên khi lòng mình đủ hạnh phúc, xin nguyện tha thứ hết những gì đã qua, tha thứ hết những gì khó tha thứ, chấp nhận những điều khó chấp nhận. Cái đời không có ai xấu, chỉ có những người có hạnh phúc thôi chưa. Chỉ có hai loại người, và đau khổ và hạnh phúc, chứ không có hai người tốt và xấu. Những người hạnh phúc không hề đau khổ, nên không làm cho người khác khổ đâu. Khi mình hạnh phúc, đau khổ không còn. Và có người chỉ có tận hưởng cái hạnh phúc đó, gọi là cực lạc. Và lòng họ mênh mông bát ngát, bao la bao dung như thiên hà đại địa. Thì một chút khó khăn họ dung chứa không khó khăn đó, rất là dễ dàng cho họ để tha thứ, để bao dung nhau. Người tu cũng vậy, đi ngang qua nhau không phải để cho mình làm khổ nhau, mà để nâng niu, trân trọng, cảm kích nhau. Một cái hoa nè, không phải để cho ta sở hữu nó, mà nó sẽ để cho ta nâng niu và cảm kích nó. Nó có thể là người ta thương, một người nữ hay một người nam, bất kỳ một sinh linh nào trên cuộc đời này. Nếu như mà thấy cái hoa này sau 5 phút ở trên tay của ta hái, nó sẽ tàn đi. Ta sẽ hái nó không? Không, ta không muốn sở hữu một thứ gì héo tàn và đau khổ. Cho nên xin để em nguyên vẹn tinh cành. Ta lấy đôi mắt tinh nguyên, tinh khôi và nâng niu cảm kích sự hiện hữu của em đó, đẹp vô cùng. Để ta cũng biết, ta cũng là một đoá hoa như em, trên vạn hữu sinh linh. Em là hiện thân của Phật, của Bồ Tát, tô đẹp cho đời. Ta xin học hạnh của em đẹp như hoa vậy. Ta làm được. Ta đang thường ngồi và hiện thân như vậy trong chốc lát. Đây là tình đô là đây. Miệng cười chân niềm an chú. Chiều không gian.